Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ Zoro nha các bạn. Zoro ngầu nha. Mình sẽ vẽ khuôn mặt trước. Mặt trước nó sẽ gọt xem này nha các bạn, song song như thế này. Xíu nha. Ok. Rồi ok, em giờ bắt đầu vẽ nha các bạn. Ok, đây là mắt nha. Mắt. Ok, còn này là mình cho lại anh trước đó các bạn. Tí nữa mình vẽ sau đồ lại sau. Sơ sơ vậy thôi. Giờ mũi nhé các bạn. Mũi của Zoro trước nha, mũi tới đây. Thôi tôi thử lông mày trước chứ. Mày nha. Lông mày trước nha các bạn. Đây nha. Này lông mày hai bên nó đều nha các bạn. Mày hai bên nó đều nha. Rồi mắt bên này nha các bạn. Mắt vô hồ hơi nhỏ. Mắt vô hồ nha các bạn. Giờ tới mũi nha. Mũi vô hồ nha. Mắt bên này nha. Mắt bên này bị mù. Okay. Tạm thời vậy nha các bạn. Tí mình tô lại sau vết thẹo nha. Giờ về vết thẹo trên mắt nha. Miệng nha. Trước khi về miệng thì mình sửa lại khuôn mặt nha. Thì cho nó chuẩn các bạn. Gọt thì cho nó chuẩn nha các bạn. Gọi lại cho nó vuông. Mình dịch lên đây. Miệng nhé các bạn. Mình đang cười nhe răng nha các bạn. Mày hơi bị nhỏ, hơi bị to, mày chỉnh lại nha, nó cân cân xíu. Ok. Chỉnh lại này xíu quá. Cầm. Rồi mình thấy thế nào, mặt mập đúng không? Mập đúng không? Chỉnh lại, gọt lại vậy. Rồi, mặt cho nó chuẩn vậy. Thank you.
tay này nha. Là tóc, trên về tóc nha mọi. Hình như mắt có vẻ hơi lệch, các bạn chỉnh lại nha các bạn. Mắt mình làm việc hơi bị lệch, cho nó vô trong một xíu nha. Tẩy mắt đi nha các bạn. Tẩy mắt đi nha, cho vô trong một xíu. Rồi chỉnh lại mặt cho nó chuẩn nha các bạn, không to không nhỏ. Đây lỗ tai. Ba bàn tay. Rồi tóc này các bạn. Chỉnh lại khuôn mặt xíu nha, cho nó chuẩn nha, thấy nằm đồ nó lệch là nó sẽ méo các bạn. Ok. Rồi giờ về áo nha bạn, hôm nay có tới một cái tâm sĩ rồi về áo nha. Cái kiếm là chéo để vác vai. Tóc bên này luôn.
Thôi bây giờ mình đồ lại nha các bạn. Đồ lại cho chuẩn nha. Ok. Đồ lên một tí là hơi bị xấu nha các bạn. Đồ khuôn mặt chứ nha các bạn. Đồ khuôn mặt chứ nha. Mắt nha, mắt mũi miệng nha các bạn. Mắt nha. À, lông mày nha các bạn. Mũi nha các bạn. Lông mi bên này nha các bạn. Vẽ là miệng nha các bạn. Vẽ là miệng nha. Okay. Tóc nha các bạn, tóc trên.
rồi đồ này các bạn, tóc này. Tóc nha. Thì tóc nhìn rất đẹp nha các bạn. Còn bên lỗ tai bên này chưa dễ nha. Rồi để cái kín bên này nha các bạn. Rồi hôm nay về khóa ốc nha. Thấy đây là ngực, đây là áo tràng. Rồi giờ mình tẩy sạch, mình tô màu nhé các bạn. Tẩy sạch nha, tô màu nha. Rồi trước khi tô màu da mình sửa lại cái mũi nhé nha các bạn. Mũi bị lạc nha các bạn. Đâu. Mũi bị lạc. Rồi ok, thì lại do mình tô mũi bị lệch nha các bạn. Rồi tô màu nha các bạn, dùng màu số 25 nha. Màu số 25 nha. Quên phủ sạch rồi nhé. Mình dùng màu số 25. Thank you.
tô hết da các bạn, cái này tô đều tay như mình là được nha. Tô lỗ tai nha. Còn dưới bụng dưới. Chỗ nào bị lem tí thì mình chỉnh lại nha. Màu vàng nha. Càng tô bông tai. Rồi tóc là màu xanh các bạn. Rồi màu xanh gì? Tóc là màu gì? Tóc màu 47 nha. Kính là màu đỏ tím, kính màu tím. Kiếm của Zoro nha các bạn. Rồi mình lấy một tiếng nha. Tiếng. Dùng màu 85 nha các bạn. Hơi đậm. Tím hồng. Rồi ok. Dùng màu đen nha. Rồi mình mở nhạc xíu nha. Rồi tiếp tục tô màu 71 nha các bạn. 71 nha. Xanh. Thank you.
Thôi cẩn thận kẹo bị lem nha các bạn. Rồi bây giờ cái màu bên đây là xanh xanh đậm nha, màu mình chọn màu số mấy vậy ta, 52 thì phải, 52 nha. Cái kia là màu đen đúng không? Màu số 52 nha. Tóc bây giờ nên đánh màu gì vậy ta? 20 mình xíu nha. 3 55 nha các bạn. Làm để tô bóng nha các bạn. Để lên đường. Chết nãy giờ quên chưa thua màu. Quên 317 nha các bạn. Này không thua không được, quên. Quên nha, 317. Bàn màu vậy tô lớp bóng nha các bạn. Quên tô. Thôi dưới cái này nha các bạn. Thank you.
Rồi để nó khô xíu nha, rồi mình tô mặt nha các bạn. Mình lấy tô cái này để nha. Lấy màu đen cho tô cái chỗ hai băng cái áo màu đen. Rồi màu xanh rêu 55, hình như màu 55 thì tô cái áo. Chấm lại chỗ này xong. Ok. Rồi bây giờ mình tô được rồi các bạn, đánh khuôn mặt. Màu số 77 luôn. Chờ mình xíu nha. Rồi ok, giờ tô khuôn mặt nha các bạn. Sáng rồi giờ đánh bóng nha các bạn, đánh bóng khuôn mặt này. Mắt nha các bạn. Okay, lấy cây trà chì nha. Rồi ok, lấy bút chì nâu nha các bạn. Tô mấy cái điểm bóng bóng nha các em, bút chì nâu nha, mắt cô. Rồi. Đó, tô mấy cái điểm này cho nó có độ sâu nha các em. Gương biết nổi lên cái độ sâu nhìn đẹp nữa kìa. Rồi chuyển nó sang lấy bút chì nâu đậm nha các em. Đánh lại mấy cái chỗ mà đậm đậm nha. Nó có độ sâu nha các em.
Đây đánh hết nha các em. Chưa khô thì hết chán ghê. Nó chưa khô đánh chưa đầm được. Nó khô đánh nó đẹp như chưa khô nữa. Đây để tô dưới bóng và dưới cổ nha các bạn. Rồi lấy bút mình đánh độ bóng khuôn mặt nha các bạn. Màu trắng mình đánh rồi. Ui, rồi lấy cây chè chì các bạn. Chè cho nó bóng luôn. Chè sơ sơ thôi, không cần phải chè mặt luôn. À, chỉnh lại lỗ mũi nha. Mũi mình dùng bút ghê nha các bạn. 30 phút rồi chưa xong luôn. Chì nâu chỉnh lại mũi nha cho nó thẳng. Tô lại đây cho đậm. Nó khô rồi mới tô được, gần ướt ướt rồi không tô được nha các bạn. Chì nâu chừng nào đánh đậm lại cổ nha các bạn. Mình bút chì đen nha. Thầy sót rồi đánh lại các bạn. Dùng bút chì đen nha, đánh bóng nha. Bóng áo các bạn. Chưa đánh tóc rồi nha, đánh lại quên. Mình lấy bút đánh tóc nha các bạn. Nó có bút màu xanh. Ok, đi tì tóc luôn.
rồi bút phấn trắng nha các bạn, đánh thống bóng bóng một tí. Bút phấn trắng mắc cô nha các bạn, chà cho nó mịn lại. Rồi bút màu xanh thì bóng qua áo nha các bạn. Xong chưa ta? Đèn thì xong rồi. Nhiều ngó lại nhiều chỗ sót lắm nha các em. Rồi xanh dương, xanh nhạt, xanh nhạt, xanh dương. Tím rồi, cũng xanh dương đâu ra, rồi đây, dương nha các em. Rồi lấy bút chì trắng cho các em, trắng là chấm bông tai cho nó bóng bóng nha các em. Ghê trắng nha. Rồi mình kiểm tra lại nha, coi sót chỗ nào không. Cũng kiếm rồi cho nó trắng nha. Kiếm là mình dùng chì phấn trắng nha các em. Rồi vậy là xong rồi nha các em. Cảm ơn các em đã theo dõi video, hẹn gặp lại các em trên video sau nha. Cảm ơn các em nhiều nha. Cô mũi lại mũi cho các em. Rồi hẹn gặp lại các em trên video sau nha. Cảm ơn các em nha.
Rồi, cảm ơn các em nhiều nha.